viết thư thăm em về kể chuyện rừng xanh, chuyện vui buồn quân ngủ, chuyện quân hành đất đỏ, nhiều đêm dài mưa đổ, nhưng ngày em nhớ tôi chăng? Mười năm tôi xa mãi trường yêu, mang theo bao hẹn hò, rơi tuổi xanh học trò, dù đời còn lắm mộng mơ, dù biết bao giờ tìm về người cũ hoa xưa. Giờ đây nghe nói em đang vui say, chiều hoa lệ thành đô, vòng tay ngà đua mờ, cung hoa đen sáng giờ, yêu em bao giấc ngủ, quay cuồng tiếng hát đam mê. Hỏi em mai sương gió đường xa, vai ba lô nắng đầy, tay súng giữa đêm dài, miệt mài tranh đấu vì ai, đừng để cho nhau một lời đau xót ngày mà. Rồi mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa của mình nha. Thì ngoài trời cũng đang mưa, nó hơi ồn, mong anh em mình thông cảm nha. Thì mình đang test cái cặp loa JBL ha, A520. Giá cặp loa là 3.200.000 nha mọi người ha. Một cặp loa box sale JBL, tiếng rất là hay. Thì mình đang test với con amply là Diango ha. Con amply có công suất là 180W, sản xuất tại Nhật, chạy điện 100V ha. Thì giá con amply và con tuner nghe FM phía trên á, thì giá hai con này là 2.9 nha. Tổng hai con là 2.9. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ nha. Hàng bãi về thì mặt mũi đâu còn rất là đẹp nha mọi người ha. Thì anh em mình đang thấy đó, cái mặt mũi sáng loáng luôn ha. Thì có công suất là 180W nha. Có thể đánh cầu A và cầu B ha. Thì có thể đánh được hai cặp loa. Nó thì công suất là 180W, chạy điện 100V. Nó thì cặp loa thì giá là 3.2 triệu. Con amply với con tuner của Diango có mã là 8.300 nha mọi người ha. Thì giá là 2.9 triệu cho hai con nha. Rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay chi tiết về cái cặp loa cho anh em mình xem. Thì mình đã mở xong hết cái hai cái lưới e căng của nó rồi nha mọi người ha. Thì ở đây là một bên lưới nè. Nói chung á, thùng đẹp nha, lưới e căng cũng đẹp và loa thì cũng đẹp luôn nha mọi người ha. Nói chung cặp loa này là hình thức là đẹp keng. Nó thì đây chính là phần hai mặt lưới nha. Nó tem JBL còn đầy đủ nha mọi người ha. Đó thì anh em mình có thể quan sát ha, những cái chấu đâu là chưa có gãy nha. Đó, nói chung là hàng zin nguyên bản. Thì mấy cái này nó dơ nè, mình chưa có vệ sinh nè mọi người ha. Nó bám bụi nó dơ nè. Đó. Rất là dơ. Nói chung là hàng bãi về mình để nguyên mà mình quay cho anh em mình xem luôn á ha. Thùng vách thì mình chưa có lau gì hết trơn á. Thì nói chung là lo cũng tương đối là đẹp. Thì gân này á thì mình đã thay tại cơ sở Việt Hùng nha. Mình đã thay cặp gân này tại cơ sở Việt Hùng. Tại vì hàng bãi về thì nó đã mục gân ha. Và con lo chép trên này thì cái xương này á là cái xương bằng nhôm nha mọi người ha. Xương bằng nhôm nó không có hết nha. Và bây giờ xin mời anh em mình cùng xem trước cái xương lo nha. Đó. Thì cái xương này á là cái xương nó được làm bằng bằng nhôm như mọi người ha. Nhôm xương được làm bằng nhôm. Đây. Cái xương này là nó không có hết như mọi người ha. Đưa 500 vào là nó không có hết cái xương này. Nó thì nó thiết kế bằng nhôm nguyên khối nha, không phải bằng sắt và cũng không phải bằng nhựa luôn. Một cái chất liệu nhôm đúc nha. Nó thì ở đây nó có cái trục này nè. Thì cái trục này để sọt vào cái lỗ trên này ha, để mà bắt đằng sau thùng á, thì một tí nữa anh em mình sẽ xem rõ hơn ha. Rồi. Thì ở đằng sau á thì nãy mình có quay cho anh em mình xem á ha, thì đằng sau nó có một cái lỗ chỗ này để mà khi mà mình muốn tháo cái củ lo ra để mà làm viền á thì bắt buộc là mình phải tháo cái cây này ra này mọi người. Thì cái cây này nè là đút vào đây này ha. Đó, và vặn thẳng vào bên trong cái củ lo. Mặc dù á đã có bốn con ốc ở đằng trước rồi nhưng mà người ta vẫn thiết kế thêm hai cái một cái con ốc này nữa ha, một con ốc này để dặn trực tiếp vào bên trong cái củ lo. Và hai cái trạm này là anh em mình có thể treo lên tường được ha, còn không thì anh em mình có thể để như vậy. Nó thì bên đây mình đã vặn rồi nè mọi người, thì mình chỉ còn để ở ngoài một cây cho anh em mình xem thôi ha. Nó thì mình đã vặn con ốc này ra
Và con ốc này là ốc bằng lục giác nha. Thì xin anh em mình lưu ý về anh em mình có tháo củ lo ra, thì anh em mình tháo bốn con ốc này rồi, thì anh em mình tháo thêm cái con ốc đằng sau này nữa mới mở cái củ lo ra được nha. Thì mình chỉ mở được củ lo bát thôi mọi người. Còn cái củ lo chép á thì người ta thiết kế đẹp quá, không có cạy nha. Mình không có cạy, mình sợ cạy lên nó bị xấu cái thùng, cho nên là mình để nguyên luôn ha. JBL A520 thì một cặp lo bóc xeo nghe nhạc tuyệt là vời luôn ha. Thì anh em mình có thể để thùng để bàn làm việc hoặc là phòng ngủ đâu, hoặc là để bàn xem phim đâu ha, thì khá là thích hợp luôn. Thì con này công suất thì cũng tầm 100W nha mọi người ha. Thì chạm lo, đây là phần chạm lo nha, nó chạm lo bắp chuối đó. Đây bên bên phần thùng còn lại nè, nói chung là góc cạnh rồi là đẹp keng nha mọi người ha, góc cạnh đẹp keng đó. Thì xương lo thì anh em mình nhìn rất là giống xương nhựa nhưng mà thật sự không phải nha, nó được thiết kế bằng xương nhôm ha. Xương nhôm là không có hết đó mọi người. Thì anh em mình cho cái cục 500 vào cái xương lo này nè là nó hoàn toàn không có hít nha. Nó đảm bảo cho mình cái độ từ trường tốt nhất luôn ha. Đó. Rồi thì mình cũng đã tổng qua, đã quay tổng quan cho anh em mình xem rồi nha. Lo thì zin nguyên bản nha, zin nguyên bản. Còn cái hình thức đẹp á thì anh em mình có thể quan sát trên video giùm mình. Nó ha. Thì gân thì mình đã thay tại cơ sở Việt Hùng nha, tại vì hàng về thì một gân phải thay mới xài được nha mọi người ha. Đó thì điều này là đương nhiên. Những cái hàng Mỹ á, đa phần á, thì nó không có xài luôn, hàng để trưng bày thôi, nhưng mà tới ngày tới tháng là tự động cái gân nó mục à, nó không cần phải sử dụng nhiều nha. Có những cái lo thì sử dụng rất là ít, nhưng mà tới thời điểm á, thì tự động cái gân nó sẽ bị lão quá theo thời gian thôi. Nó thì phải thay gân mới. Về Việt Nam hay là ở bên kia thì cũng vậy ha, nó cũng đều một gân hết. Đó rồi thì đây chính là phần mình đã đóng cái e căng vào gò này nha mọi người ha, nhìn rất là đẹp. Nó nói chung là hàng zin nguyên bản đẹp ha, nói chung là đẹp. Anh em mình có thể quan sát kỹ video giùm mình. Thì một tí nữa mình sẽ dặn con ốc này vào sau nha. Đó, tí nữa mình lấy lục giác mình vặn nó vào sau, thì anh em mình về có thể treo lên để mà trả lời cũng được ha, hoặc là anh em mình có thể đóng thùng bóc xeo nghe nhạc vàng. Ủa, anh em mình có để trên bàn làm việc để mà nghe nhạc vàng ha, tại vì nó là thùng bóc xeo sẵn rồi. Thường ngày mình bán lo rời nhiều cho nên mình nói lộn. Đó, rồi xong, giá cặp lo là 3,2 triệu nha. Con Amly và con Tuner giá 2,9 triệu phía bên trong. Đó, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ mua hàng. Rồi clip của mình tới đây xin được kết thúc nha. Và xin chào tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video clip tiếp theo nha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại.